Em mới mở có 1 tháng mà khách em đông lắm á. Ủa quá trời luôn nè. Giá bình dân nhưng mà món ăn chất lượng nha. Chứ bánh cuốn bánh ướt à, bánh cuốn làm gì có chỗ bán 15 ngàn nữa. Yeah. Bánh cuốn là cũng 15. 15 luôn. Ướt 15 luôn. Còn bánh cuốn bánh ướt mà thịt nướng giò thủ này kia kia nọ luôn á là 30 là có thịt nướng luôn. Là món đó là món chính khách ăn ở đây nhiều nhất. Hai hai, xin chào cả nhà Sài Gòn phố nha. Đi ngang thì thẳng ăn sáng thôi và giới thiệu cho cả nhà nha. Thấy chị bán cũng nhiều thứ lắm. Vừa có xôi nè, xong rồi có thêm cái những cái món ngọt giống như là bánh chuối, lại bánh lá mơ á. Rất hấp dẫn quá. Nên thành ra là thôi vừa ăn cái xong vừa quay video vừa đứng cả nhà luôn nha. Rồi cả nhà vô. Út hồng ở trong đây nè. Vô nha. Bên kia là chị nướng tại chỗ luôn. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Dạ. Ở đây là tiệm của chị gọi là Út Hồng nha. Có nhiều món lắm, mười mấy món luôn cả nhà. Ở số là 151 Âu Cơ, phường 14, quận 11 nha. Ở dưới đây là Thơm Phước luôn nè. Mới bán mà bán được. Bán được như này là quá trời rồi đó chị. Em mới bán chưa, bán đông lắm á. Khách dễ đầu lượng luôn. Bây giờ mình đứng đây là chị bán là không? Thấy là tin video là từ shot hình là khách rất là đông luôn ha. Ghế nườm nượp mà mình kiểu quay không nổi luôn á cả nhà. Chứ mấy bé mà vô mới vô xin làm á, cái nó làm không nổi. Mà trong khi đó mình mướn có từ sáng tới 10 giờ thôi á nha. Chứ không có dám mướn nhiều nữa. Ở đây là món nào chị bán xuyên suốt? Xuyên suốt là cái món này với món bánh. Bánh ướt, thịt nướng, ăn với thịt nướng á. Dạ. Còn xôi là mình bán sáng thôi. Sáng thôi. Hình như khách muốn cái gì kìa chị? Ủa? Khách thấy gì kìa? Xôi gà. Tại vì không kịp thì vừa đứng thịt vừa ấy á. Cho nên Lê quay nói chung mình bán á, mình sợ khách đi á. Tại vì khách vô mình mới bán mà được khách thì mình muốn buồn. Mà đặc biệt cái này em thấy chị bán không? Giống như kiểu một phần mình bình dân nhưng mà thấy ở trong ngồi được ngồi á, ngồi bự quá trời luôn. Nhóc bạn. Nói chung là quán thoải mái. Là quán ăn luôn á. Dạ. Còn được ngồi lại nữa. Sáng 6 giờ mấy á có dạng mấy bé học á, mấy tranh thủ mẹ chở lên ăn xong rồi đi. Một hộp 30 ngàn. Một bịch bún thêm với một bịch rau thêm nữa là nó nóc luôn á. Tiền dung luôn á, cái này gọi là đóng hộp hơi khó nè. Đóng hộp lúc nào cũng phải cột khung. Sợ nó bung ra đó cả nhà. Trời ơi, một hộp 30 ngàn nha, thấy vô đã chưa? Mà bán nó biết chừng nào nó mới xong.
còn bánh bò cũng làm ngon. Bánh là bánh chuối nha chị, cũng kết hợp với nước cốt hết luôn, mà nước cốt này à. Nước cốt em làm từ ấy ép ra luôn á nha, chứ không có kiểu như dừa hả em? Dừa ấy luôn. Bởi vì nhiều khi khách xin thêm một bịch á, một mô một hai ba hộp á thì xin thêm một bịch á thì nhiều khi em cho, chứ còn một phần mà mua một hộp á, bịch nước cốt của em là đã 3-4 ngàn rồi. Ừ. Nói chung là khách ăn là nhờ nước cốt đó. Món này nước cốt cũng phải xuất sắc mới được. Đúng rồi. Đó, nhìn cái đó bánh lá đảo quá. Rồi bán tiếp nữa, có khách tiếp à. Ngon ha, nếu mà ở đây cửa nhà chọn ăn bánh quê là có cái bánh này ha. Có cả xôi nè, rồi bún thịt nướng nè, rồi bánh ướt nè. Cái này gọi là bánh cuốn. Đúng rồi. Bánh cuốn không thử này, bánh ướt không chị? Bánh ướt. Chị đang làm khoảng nhiêu vậy? 15 ngàn. Một hộp này là 15 ngàn hả chị? Cái này là giá ai ăn thì mình đã trụng, chứ không có trụng trước nữa, nó nguội. Một hộp bánh cuốn với lại một hộp bánh bánh ướt. Gồm có những gì chị? Bánh ướt, bánh cuốn 15 là bằng giá với nhau, có chả lụa, chả chiên, chả quế với nem là 15 ngàn. Thôi, 15 ngàn cũng nhiều nữa. Chả là mấy cái loại chả là sắc dày dày không à. Rồi thì nắp dẫn. Giờ mình thêm nước mắm nữa nè cả nhà đó. Một hộp như vậy là 15 ngàn nha, chị đang làm đó, chuẩn bị giao cho khách nè. Bánh này là làm nhỏ nhỏ không? Đúng rồi, ăn nó giòn. Mà bánh tươi á. Bánh tươi là sao chị? Là bò bía tươi á, giống như lò làm xong là giao mình luôn, chứ không có nhiều loại bò bía á. Ở này là hàng tươi, hàng giống như cúng vậy đó, làm mỗi ngày vậy đó. Cái đây này giống như mình cuốn hết luôn. Rồi cái đầu giờ chiên ha. Bán từ từ, bán từ từ, bán tới đâu chiên tới đó, chứ không có chiên một lần. Tại mình mới bán mà mình đâu có. Chứ ăn vậy nó sẽ ngon hơn. Giữ được độ giòn. Đúng không? Chiên khoảng 10-15 phút á. Cái này cái bánh này nó dễ, nó giòn thì đều hơn thấy chị. Nó giòn mà nó béo. Lần đầu tiên em thấy chỗ chị là ý là hồi xưa giờ em đi ăn thấy chả giòn kiểu kia không à. Đúng rồi. Chưa giờ ăn thịt nướng mà có kiểu chả giòn kiểu này. Nhưng mà nó kỳ công chút, nó kỳ công á. Đây vì cái kia người ta làm một mà này mình phải làm gấp đôi. Chung là tiễn người mà chưa có người. Mấy bé vô làm mới mấy ngày, người nào cũng mệt á, rồi nghỉ hết trơn à. Lê quay đông khách có chịu nổi đúng không? Không có mấy bé mà làm được chụm tuần là dữ lắm rồi. Bắt đầu chảy hết trơn rồi, nghỉ ngang không mà. Nên thành ra giờ mình chỉ sáng bị dí quá trời. Tại nhiều món nữa mà trong khi đó giá của chị giá em nó rẻ lắm. Trong khi đó đường này là giá nó cao nha. Nhưng mà của chị là khoảng nhiêu món chị ha? Tầm mười mấy món á. Ôi một mình mà kha mười mấy món mà nhà làm hết. Nhà làm hết á. Chứ lấy đâu có được giá này. Lấy lại ai đâu bán giá này đâu có lời. Chứ sao mặn của người ta làm gì có xá xíu như ấy. À, sao mặn ở đây là cho xá xíu đầy đủ hợp cẩm luôn. Làm gì mà đầy hộp mà 20 ngàn. Người ta ăn đỡ ngán gì chị. Chảy giò nè cả nhà.
cả nhà thấy nem với lại thịt nướng đó đầy đủ luôn, 30.000 nhìn ngon quá trời nha, hấp dẫn nha. Đó, ăn sáng vậy là bao no rồi đúng không? Rồi nhiều lắm. Ờ, nhiều, đầy dung luôn. Mà nhìn có rau thêm hay bún thêm gì cũng không có tính tiền. Nhưng miễn sao no là được. Nhưng mà mọi thứ chị cũng bán bình dân hết, cái món ngọt cũng vậy luôn. Giá tầm cao nhất ở đây là 30.000 à. Có khách ở bên ngoài. Ở trên xe nè chị, trên xe. Ủa 15 cũng bán luôn á chị? Cái nào cũng có hết trơn. Đủ giá luôn hả? Đúng rồi. Đây em bán bình dân mà. Còn bên kia là cái xôi, bên kia là để làm xôi gì ta? Có ngọt bánh phồng 12 ngàn. Chị đó là bao nhiêu tiền? 50. Đúng rồi, 15. Chị này là cái gì? Một tô gà xếp thịt, một tô xíu, một cái xôi nhỏ nhỏ này. Một tết xíu, một đùi gà mà rẻ hết. Bánh tết, bánh tết có thì để trong bọc rồi. Giờ đưa chỉ bánh tết mắm thôi là đủ. Sáng đông vui quá. Chưa đưa chị ra mà. Rồi rồi, tới đi, tới đi. Chết rồi, khách hối rồi. Phần này đầy đủ luôn nha, đầy đủ cái bánh ngọt này luôn. Nãy giờ quay không kịp luôn á. Cắt không? Này để nguyên. Cắt cái bánh đó hả? Thôi được rồi, để luôn đi chị cho đẹp. Chị thật, này là một phần thôi chị. Đúng rồi, cái này là một phần thập cẩm. Rồi đây cả nhà nha, nói cho cả nhà bất ngờ nha, một tô này nhìn như thế này cả nhà biết bao nhiêu không cả nhà? Với giá là 30.000 một phần, trời ơi nó nhiều, có gì mà mình cảm giác được là hồi là ăn bệt xỉu luôn đó. 30.000 nha, cái phần bánh ướt ở đây cũng 30.000 luôn cả nhà ơi. Đó, thịt đồ đầy đủ, có chả đồ, bây giờ mình sẽ thưởng thức luôn á. Kiểu đó, chị ở đây làm cho mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thứ nhất là chị bán rất là nhiều món, và khoảng 15 món đó cả nhà. Thứ ngày mình ăn món là trời vẫn còn dư món của chị luôn. Thứ hai là một tô một phần của chị bán rất là rẻ, rồi giá bình dân quá chừng luôn á. Ăn thử cái thịt nướng hả, nãy giờ thấy nướng đại chỗ ngoài kia mà kiểu thơm á. Thịt nướng ướp rất là ngon, ướp theo dạng mà cực kỳ thấm với thịt và giống như kiểu nghiêng về độ ngọt ngọt á cả nhà. Rồi mình thấy là mình thích ăn cái có cái hậu 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 vị ngọt là mình sẽ thấy là hay là bị khen. Cái tô nè, cái tô khủng khiếp chưa, phải nói là tô bún khủng khiếp mà ăn ngon cả nhà. Chả giò nhỏ nè, giòn, có trong bùi bùi ha. Ăn này là đỡ nhén mà ăn ngon. Tại vì á, nó giữ được độ giòn lâu á. Ngọc phải nói rằng á, là
này giống như kiểu là mình chỉ có thể là ăn thịt với ăn một miếng bún thôi, bởi vì nó quá nhiều. Cái hương vị nước mắm của chị ấy giống như sắc, giống như là chắc mình nghĩ rằng là chị nấu cái phần nước mắm này rất là kỹ, thành ra là khi mà ăn vào thấy hương vị nó rất là đậm đà, mà nó còn có cái độ sợ sợ nhất định nữa. Còn ăn cái cơm này là xứng đáng là no tới trưa luôn. Cái này cũng thơm ha, cái này chị nêm gia vị rất là trọn. Cái phần thịt với cái phần nem này Ngọc thấy là nó có một gia vị khá là riêng á, cũng ok lắm luôn cả nhà. Coi như là bây giờ đổi món một xíu nha, mình ăn mình phải thử, nhưng mà mỗi phần mình thử ít ít thôi để giới thiệu cho cả nhà thôi, để coi món này thế nào. À, thay mỡ hành ha, nhìn cái màu là thấy ngon rồi đó. Bây giờ ăn thử nè, dưới đây là bánh ướt rồi, cũng có thịt nướng, thịt nướng lúc nãy rồi, chả trộn lên trộn lên. Bánh nướng còn nóng hơi hỏi nhờ, bánh ướt nóng, thịt nướng cũng nóng. Bột bánh nướng này được cán mỏng mỏng á cả nhà, ăn nhưng nó không bị ngán, xong rồi kết hợp với cái mắm chua ngọt nữa, mình thấy là món này cũng khá là ok luôn nha. Cái phần là thịt nướng thì để vô nữa cho làm cái dĩa của mình nó phong phú hơn á, mà đặc biệt chỗ chị bán giá nó phải chăng như vậy mà có chỗ ngồi rộng lắm cả nhà, bác nhà thấy không, mình ngồi trong đây nè, có thể là mình ngồi lại ở đây cũng được hoặc mang đi nha. Giá thì từ khoảng là 30, rẻ mà mình thấy chất lượng nha, chứ không phải là rẻ mà gì đó. Có rất là nhiều topping vừa, chả lụa nè, rồi cái phần chả Huế nè, đó, thịt nướng nè, đó, dĩa rất là nhiều bánh luôn cả nhà. Rồi nãy giờ mình thử qua, mình thấy là món nào món ấy là cũng nước mắm đậm đà, nên thành ra là làm món ăn nó ngon hơn, dễ hơn, mà dễ hợp khẩu vị với mình hơn. Rồi, giờ đổi sang một món bánh ngọt nha. Bán đủ món thì mình phải ăn đủ món đúng không? Mọi thứ là review một chút chút nha. Nước cốt này cả nhà, để nước cốt lên. Có bánh chuối nè, bánh lá mơ nè, ở dưới quê gọi là bánh lá hú địch đó cả nhà. Có bánh bò nè. Món này là món phải thử đầu tiên, xưa giờ là fan cái món này luôn. Dưới quê còn gọi là bánh lá đó. Kiểu hồi xưa mình hay nói mẹ đi chợ là hay mua món này cho mình ăn ha. Bây giờ lên đây không còn tìm xa thôi nữa, mỗi lần nhớ là nhớ tới chỗ của chị Út Hồng ha, để ăn cái món bánh lá này nha. Trời ơi nó thơm. Nếu mà ăn bánh lá mà cả nhà nghe được cái mùi á là biết là bánh lá đó làm là ok rồi đó. Khi mà bỏ vào họng ha là nghe được cái mùi liền luôn, mùi của lá mơ. Xong rồi ăn ha, vừa dai mà cái độ mùi á của lá nó vẫn còn giữ trong cái khoang họng của mình luôn nha cả nhà. Mà nước cốt ngon, nước cốt béo đậm đặc, mà kiểu dạng nêm vừa phải, không phải quá ngọt. Mà thành ra là mình ăn cái món bánh này nó cũng rất là bắt luôn, nó không bị ngán cả nhà. Bánh này ngon quá à, thật sự luôn á, ngon mà làm nhớ quê ghê luôn. Bánh chuối thì có độ dẻo kết hợp với nước cốt là xuất sắc, không phải quá ngọt. Trên menu thì Ngọc thấy là chị có bán và chị cũng có để giá luôn kìa cả nhà ơi, cả nhà có thể là xem nha. Phần thập cẩm thì giống như kiểu bánh chuối rồi là 20k một phần, xong rồi nước sâm rồi này kia là 10k, mà mình thấy là khăn lạnh với bánh ướt hay rau thơm gì đó là chị không có lấy tiền, miễn phí luôn, mà có chỗ ngồi nữa, món ăn rẻ có chỗ ngồi nữa, ăn sáng ghé ngang thôi ha, là cái là có liền. Mình ngồi đây mình ăn xíu mình đi làm ha. Thôi nếu mà cả nhà thấy hôm nay á cái món ăn của mình nó gọi là hợp túi tiền nè, xong rồi mình thì cũng sẽ có khen, là gì mình ăn ngon mình sẽ khen, nên thành ra là cả nhà có đến đây rồi thì cả nhà nhớ là ăn rồi ha, chia sẻ ha, ngon hay sao, hoặc là gia vị có phù hợp với cả nhà mình hay không được, các kiểu được là hiểu luôn. Rồi thôi mình sẽ ăn tiếp nhé, bye bye cả nhà, và hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo. Nhớ là ghé thử chỗ chị Út Hồng thử xem sao nha cả nhà.